Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Arsenal. Và ngay sau đây là những tin tức nóng hổi nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Trong bài phỏng vấn độc quyền trên tờ Goal mới đây, Tommy Gia Sư đã có những chia sẻ về lý do giúp Arsenal thành công ở mùa giải năm nay. Chúng tôi đã hiểu nhiều hơn về thứ bóng đá của Arteta, chúng tôi có chiều sâu đội hình, có thêm một vài cầu thủ mới. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi hiểu hơn về thứ bóng đá của Arteta so với mùa giải năm ngoái. Ở mùa giải năm ngoái chúng tôi hiểu nhưng không thể hiện được nó. Nhưng ở mùa giải này, chúng tôi hiểu và đang thể hiện được cách mà chúng tôi muốn chơi. Đó là sự khác biệt lớn. Tommy Gia Sư cũng dành thêm những lời khen cho huấn luyện viên Arteta. Ông ấy hiểu về bóng đá, về cấu trúc đội bóng. Ông ấy biết mọi thứ. Công việc của chúng tôi là thể hiện những gì ông ấy nói trên sân cỏ. Tôi tin ông ấy, Arteta thật tuyệt vời. Ông ấy là huấn luyện viên tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng. Arsenal đã có 50 điểm sau 19 trận đã đấu và đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu Premier League đầu tiên sau 19 năm. Và Tommy Gia Sư thừa nhận, các cầu thủ Arsenal đang mơ về danh hiệu này. Vô địch Premier League là giấc mơ lớn nhất với mọi cầu thủ, nhưng chúng tôi mới chỉ chơi 19 trận và còn quá sớm để nói về nó. Chúng tôi phải chơi từng trận một, như Arteta nói, chúng tôi sẽ phải hướng tới danh hiệu này. Chúng tôi đang tập trung. Muric gia nhập The Blue trong kỳ chuyển nhượng này và đã gây ấn tượng tốt trong lần đầu tiên ra sân cho đội bóng của Gareth Brewster. Chelsea có thể nói là đã cướp Muric từ tay của Arsenal, đồng ý trả 89 triệu bảng cho cầu thủ 21 tuổi. Nhưng Carrasco không hài lòng lắm với việc cầu thủ 22 tuổi chuyển tới Chelsea. Hôm nay, Arsenal với lối chơi của họ có thể phù hợp hơn với Muric, người sử dụng thành thạo khả năng rê bóng và chơi một đối một. Theo ý kiến của tôi, sẽ tốt hơn cho cậu ấy nếu gia nhập Arsenal. Muric được cho là cầu thủ Ukraine tài năng nhất vào lúc này và cậu ấy đang rất khác mọi người. Chelsea chính là đội chi tiêu mạnh tay nhất ở phiên chợ đông của Premier League. Họ hy vọng những bản hợp đồng mới sẽ giúp đội bóng quay lại cạnh tranh ở top 4. Một số câu lạc bộ bao gồm Liverpool, Arsenal và Chelsea đã tiếp cận Moises Caicedo ở trong tháng riêng. Manuel Sierra, một trong những người đại diện của Caicedo, chia sẻ về cơ hội sẽ không tới với lần thứ hai. Những lời đề nghị đã xem xét, bạn thấy những gì chưa bàn và Moises nói rằng cậu ấy muốn tiến lên phía trước, đó là giấc mơ của cả cuộc đời cậu ấy. Rằng đó là cơ hội không thể lặp lại trong đời và chúng tôi đã giúp thảo luận tuyên bố. Sierra nói với Marca được Ole dựng lại. Trong tuyên bố, cậu ấy đã bày tỏ mong muốn và lòng biết ơn của mình với câu lạc bộ vì họ đã cho cậu ấy cơ hội chơi bóng tại Premier League. Chúng tôi không biết điều gì có thể xảy ra vào ngày mai, có thể cậu ấy tập luyện và dính chấn thương. Chúng tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra. Sierra nói rõ lo lắng. Gabriel Jesus dính chấn thương đầu gối khi cầu tuyển Brazil thi đấu tại vòng chung kết World Cup 2022. Anh trải qua cuộc phẫu thuật và nghỉ thi đấu tới tháng 3. Cầu thủ sinh năm 97 đã chơi rất tốt kể từ khi cập bến Arsenal từ Man City với giá 45 triệu bảng ở 2022. Không chỉ ghi bàn, kiến tạo, Jesus còn tham gia rất nhiều vào lối chơi của Arsenal. Người mộ pháo thủ đã lo lắng khi cầu thủ 25 tuổi nghỉ vài ngày. Tuy nhiên, sự lo lắng đó đã tan biến khi Etienne Nketiah đang làm tốt nhiệm vụ thay thế. Cầu thủ này đã có 9 bàn cho Arsenal ở mùa giải năm nay. Gần nhất là cú đúp giúp Arsenal đánh bại Man United 3-2 ở ngoại hạng Anh. Huyền thoại của Arsenal, Paul Merson đã ca ngợi những màn trình diễn của Etienne Nketiah tại sân Emirates và cho rằng điều đó đã giúp pháo thủ tiết kiệm rất nhiều tiền. Ông nói, Nketiah khiến tất cả phải ngạc nhiên với phong độ của mình. Arsenal đã tiết kiệm được rất nhiều tiền sau những gì cậu ấy thể hiện. Cậu ấy có được cơ hội và cậu ấy đã nắm bắt nó bằng cả hai tay. Nếu cậu ấy có hai trận đấu tồi tệ, họ đã mua một trung phong ở kỳ chuyển nhượng này với giá 50 triệu bảng, 60 triệu bảng hay 70 triệu bảng. David Osten tin rằng khả năng kỹ thuật và chiến thuật của Jorginho đã khiến các nhân viên và cầu thủ tại Emirates hào hứng với việc làm chung với anh ấy. Osten chia sẻ trên kênh YouTube của Rio Ferdinand. Theo tôi hiểu, rất nhiều cầu thủ, nhân viên ở Arsenal đã rất vui khi có được một cầu thủ có trí thông minh, chiến thuật và sự thông thạo đối với hệ thống của Arteta. Trong bối cảnh họ đang nỗ lực cạnh tranh trước vô địch Premier League, đối với anh ấy ở lại London, không cần thời gian để thích nghi, anh ấy sẽ có một vụ chuyển nhượng tốt. Vì vậy có cảm giác như đôi bên cùng có lợi. Thương vụ này đã được Arsenal chốt hạ rất nhanh chóng trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Trước đó tưởng chừng pháo thủ sẽ chốt hạ chữ ký của Moises Caicedo, nhưng Brighton đã từ chối đề nghị 70 triệu bảng của họ.
Trong khi đó thì Chelsea đã nhắm tới Enzo Fernandez. Thế nên, The Blue dễ dàng để Jorginho, người chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng, rời đi tới đối thủ cùng thành phố. Tiền vệ nghỉ bất ngờ rời khỏi Chelsea để chuyển sang chơi bóng tại Emirates thông qua một thương vụ có trị giá 12 triệu bảng. Đây được xem là một động thái khá bất ngờ bởi trước đó hầu như không có bất cứ tin đồn nào cho thấy Jorginho được đội bóng chuyên sân Emirates quan tâm. Nhưng sau thương vụ này, dự kiến võ thủ sẽ có khả năng thâu tóm thêm một cầu thủ nữa của The Blue. Cụ thể, nguồn tin từ Metro cho hay Arsenal đã đưa Callum Hudson-Odoi vào tầm ngắm. Hiện tại thì đội bóng chuyên sân Emirates đang theo sát những màn thể hiện của sao trẻ người Anh dưới màu áo của Bayer Leverkusen trước khi quyết định thực hiện một động thái chính thức dành cho tài năng 22 tuổi. Trên thực tế, Hudson-Odoi đang trải qua một quãng thời gian tương đối khó khăn tại Bundesliga. Thi đấu cho Leverkusen theo dạng chờ mượn, anh mới đóng góp vỏn vẹn một kiến tạo sau 11 lần ra sân tại giải quốc nội. Và vừa rồi là tất cả những thông tin nóng nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ qua. Nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.